Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền Hình Việt Nam. Hôm nay là thứ ba ngày 29 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có ba bản tin Hoa Kỳ, một bản tin thế giới và hai bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên trong chương trình hôm nay liên quan đến bầu cử thưa quý vị. Một đám cháy bùng phát tại các thùng phiếu đã thiêu rụi hàng trăm lá phiếu ở Washington và làm hư hại ba lá phiếu ở Oregon. Các thiết bị gây cháy đã được kích hoạt vào thứ hai tại hai thùng bỏ phiếu, một ở Portland và một ở gần Vancouver, Washington đã phá hủy hàng trăm lá phiếu trong một hành động mà một quan chức bầu cử địa phương gọi là cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ trong khoảng một tuần trước ngày bầu cử gây căng thẳng. Cảnh sát cho biết đám cháy vào lúc sáng sớm tại thùng phiếu ở Poland đã được dập tắt nhanh chóng nhờ hệ thống chữa cháy bên trong thùng phiếu cũng như một nhân viên bảo vệ gần đó và chỉ có ba lá phiếu bị hư hại nhưng trong vòng vài giờ sau đó, một vụ cháy khác đã được phát hiện tại một hộp thả đồ ở trung tâm trung chuyển bên kia sông Columbia tại Vancouver. Vancouver là thành phố lớn nhất của quận quốc hội số 3 của Washington, nơi diễn ra cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ được mong đợi là sát sao nhất cả nước. Giữa dân biểu dân chủ nhiệm kỳ đầu tiên, Marie Lucenkamp Perez và ứng cử viên Cộng hòa Joe Kent. Greg Kimsey, kiểm toán viên lâu năm tại quận Clark, Washington, bao gồm Vancouver cho biết thùng phiếu ở Vancouver cũng có hệ thống chữa cháy bên trong, nhưng hệ thống này đã không thể ngăn chặn được hàng trăm lá phiếu bị cháy. Ông kêu gọi những cử tri đã bỏ phiếu vào thùng phiếu này tại trung tâm trung chuyển sau 11 giờ sáng ngày thứ bảy hãy liên hệ tới văn phòng của ông để xin một lá phiếu thay thế kim Xi cho biết văn phòng sẽ tăng tần suất thu thập phiếu bầu và thay đổi thời gian thu thập phiếu bầu sang buổi tối để tránh tình trạng các thùng phiếu đầy vào ban đêm thời điểm những tội phạm tương tự có khả năng xảy ra cao hơn và quận cũng quyết định thuê thêm nhân viên thông qua một công ty cung cấp nhân sự để giám sát tất cả các thùng phiếu của mình 24 giờ một ngày cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Các nhân viên sẽ được hướng dẫn chỉ cần quan sát các thùng phiếu và không đối đầu với bất kỳ ai. Thay vào đó, họ sẽ gọi 911 nếu thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ. Thùng bỏ phiếu đã phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ Đảng Cộng hòa và là trọng tâm của các thuyết âm mưu cánh hữu vô căn cứ trong những năm gần đây. Liên quan đến lời nói dối của Donald Trump, rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi tay ông ta. Sáu tiểu bang đã cấm thùng bỏ phiếu kể từ năm 2020 đó là Arkansas, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina và South Dakota. Các tiểu bang khác đã hạn chế việc sử dụng thùng bỏ phiếu bao gồm Ohio và Iowa, nơi hiện chỉ cho phép một thùng bỏ phiếu cho mỗi quận theo trung tâm công lý Brennan. Washington và Oregon, cả hai đều là tiểu bang bỏ phiếu qua thư, từ lâu đã sử dụng thùng bỏ phiếu. Thống đốc Oregon, Tina Kotech, cho biết trong một tuyên bố rằng việc đe dọa cử tri hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào nhằm phá hoại cuộc bầu cử sắp tới đều là hành vi phản Mỹ và sẽ không được dung thứ. Tổng thư ký hành chính tiểu bang Washington Steve Hobbs cho biết tiểu bang sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực nhằm mục đích phá hoại việc bỏ phiếu. Thống đốc Washington Jay Inslee cho biết các quan chức bầu cử cấp tiểu bang và địa phương đang nỗ lực hết mình để bảo đảm mọi lá phiếu đều được tính chính xác, sẽ có an ninh tăng cường 24 giờ xung quanh các địa điểm bỏ phiếu. Và một bản tin Hoa Kỳ thứ hai kính thưa quý vị, người dẫn chương trình ABC News chỉ trích Lindsey Graham một cách tàn bạo về các cuộc tấn công phát xít của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Lindsey Graham, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, người gọi việc mô tả Trump là phát xít là quá đáng, là sai sự thật. Ông ta đã tỏ ra bối rối sau khi ông ta được ABC News cho xem một đoạn clip Donald Trump tấn công bà phó tổng thống Kamala Harris cũng bằng cách gọi như vậy. Hôm Chủ nhật, Jonathan Kars của ABC News đã chỉ trích thượng nghị sĩ Lindsey Graham vì đã chỉ trích rất gây gắt các tướng lĩnh đã nghỉ hưu từng làm việc dưới thời Donald Trump khi họ cùng lên tiếng cảnh báo rằng Trump là một kẻ phát xít. Lindsey Graham tỏ ra bối rối khi xem đoạn phim này bởi vì ông ta muốn tránh thừa nhận việc Trump đã gọi bà Kamala Harris là phát xít. Jonathan Carter tiếp tục lưu ý rằng các cuộc tấn công của Trump thậm chí còn mạnh mẽ hơn lời lẽ được Phó tổng thống Kamala Harris sử dụng. Cuộc trao đổi trên this week diễn ra sau khi John Kelly, một tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là cựu chánh văn phòng lâu năm nhất của Donald Trump, cho biết ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đáp ứng định nghĩa của một kẻ phát xít và muốn có các vị tướng giống như các vị tướng của Adolf Hitler. Tướng quân đội đã nghỉ hưu Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân dưới thời Trump, cũng mô tả Donald Trump là một kẻ phát xít hoàn toàn và hiện là người nguy hiểm nhất đối với đất nước này. Trong cuộc trò chuyện với Bob Woodward về cuốn sách sắp ra mắt của nhà báo này. Và chúng ta bắt đầu bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, Donald Trump đưa ra lệnh ngừng và hủy bỏ đầu tiên về gian lận bầu cử 2024. Kính thưa quý vị, trong nhiều tháng qua, Donald Trump và các đồng minh của ông ta đã ám chỉ rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ bị đánh cắp, giống như những gì Trump và đồng bọn đã từng làm trong cuộc bầu cử năm 2020 chuẩn bị trước những tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử sẽ bị phá hoại bởi những cử tri không phải là công dân Mỹ hay các chương trình bỏ phiếu ở nước ngoài bị đánh tráo và gian lận khi bỏ phiếu qua thư. Nhưng vào ngày thứ sáu, Trump đã chính thức lên tiếng và viết một lệnh ngừng và hủy bỏ trên social và tuyên bố rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã tin rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã đăng và sẽ bị gian lận. Chỉ vài ngày sau khi một số tiểu bang bắt đầu bỏ phiếu sớm. Donald Trump đã đăng trên Trust Social khẩu hiệu như một lời hiệu triệu, mở màn cho một cuộc tấn công chỉ với hai chữ thôi. Đó là seize and desist, tạm dịch là ngừng và hủy bỏ với nội dung rằng tôi cùng với nhiều luật sư và học giả luật đang theo dõi rất chặt chẽ sự thiêng liêng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vì tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người về gian lận và gian lận tràn lan đã diễn ra bởi đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đó là một sự ô nhục đối với quốc gia của chúng ta. Donald Trump đã thừa nhận thoáng qua vào tháng 9 rằng ông ta đã thua cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng sự khẳng định của ông ta vào ngày thứ sáu thì khẳng định rằng ông ta chắc chắn đã thắng cuộc đua năm 2020 và sẽ thắng cuộc đua năm 2024 đi kèm với một lời đe dọa rất rõ ràng. Không thể hiểu sai được. Đó là ông ta nói rằng bất kỳ ai làm việc cho phía bên kia của lối đi, từ luật sư cho đến các quan chức bầu cử và các nhà tài trợ. Những người họ sẽ phải đối mặt với hậu quả khi ông ta thắng cử và nắm được quyền lực trong tay. Donald Trump viết rằng, do đó cuộc bầu cử năm 2024, nơi các phiếu bầu vừa mới bắt đầu được bỏ sẽ nằm dưới sự giám sát chặt chẽ nhất của các chuyên gia. Và khi tôi thắng những người gian lận sẽ bị truy tố theo mức cao nhất của luật pháp bao gồm các bản án tù dài hạn để sự suy đồi của công lý này không xảy ra nữa chúng ta không thể để đất nước của chúng ta tiếp tục thoái hóa thành một quốc gia của thế giới thứ ba xin hãy nhớ rằng sự trừng phạt pháp lý này mở rộng đến các luật sư nhà hoạt động chính trị nhà tài trợ cử tri bất hợp pháp và các quan chức bầu cử tham nhũng. Những người có hành vi vô đạo đức sẽ bị truy nã, bắt giữ và truy tố ở mức độ cao nhất là điều chưa từng thấy trước đây ở đất nước chúng ta. Đó là nguyên văn lời đe dọa của Donald Trump, thưa quý vị. Các đồng minh của Trump đã có những hành động cụ thể để làm lệch kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến trường. Tại tiểu bang Georgia, một hội đồng bầu cử tiểu bang ủng hộ Trump đã ban hành các quy định cấm đoán khiến cho tiểu bang này rất khó tìm được những người tình nguyện làm công việc kiểm soát phiếu ngày càng khó khăn này. Donald Trump đã khen ngợi các thành viên MAGA của hội đồng quản trị Roger và gọi họ là những chú chó pitbull đang chiến đấu để giành chiến thắng. Những quy định đó bao gồm việc yêu cầu nhân viên bỏ phiếu phải đếm thủ công bằng tay các lá phiếu sau khi chúng được nộp điện tử và trao cho các viên chức bầu cử địa phương quyền từ chối chứng nhận kết quả. Nhưng cả hai quy định đó đã bị một thẩm phán bác bỏ vào đầu tháng này. Trong khi đó, một số người bảo thủ quyền lực nhất trong cơ quan lập pháp liên bang, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D. Vance, đã từ chối tuyên bố trên hồ sơ rằng Họ sẽ chấp những kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 một cách dứt khoát. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News vào đầu tháng này, Mike Johnson đã do dự về việc liệu ông ta có làm công việc chứng nhận kết quả bất kể ai thắng cử hay không. Nhưng mà ông ta thì nhấn mạnh rằng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và hợp pháp. San Jose đang phải đối diện với tình trạng với gia cư, nhà cửa đắt đỏ và các đe dọa về an toàn công cộng là những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Chúng ta cần một người lãnh đạo thực sự hiểu rõ cộng đồng với những giải pháp và kết quả cụ thể. Betty Dương đã luôn tranh đấu cho những gia đình như gia đình của quý vị, đã xây thêm 4.300 chỗ ở để đối phó với tình trạng với gia cư và dốc hết tâm huyết giữ cho các khu phố được an toàn. Sự tận tâm của cô đối với vấn đề xây dựng thêm nhà ở giá rẻ đã tạo ra sự khác biệt trong quận hạt và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Betty Dương luôn tranh đấu cho cộng đồng, cố lớn lên trong cộng đồng này và cam kết tranh đấu để tất cả chúng ta có được một nơi an toàn để sinh sống, cũng như con cái có được một tương lai tươi sáng. Khác với đối thủ của cô, người đã rời bỏ cộng đồng trong nhiều năm qua, Betty luôn đi sát với nhu cầu của các gia đình và sẽ luôn là chỗ tựa vững vàng cho chúng ta. Trong kỳ bầu cử này, sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Hãy dồn phiếu cho Betty Dương, người lãnh đạo thực sự có khả năng tại địa phương này vào chức vụ giám sát viên địa hạt 2, hạt Santa Clara và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Cuộc chiến thuyết âm mưu về gian lận bầu cử của Trump, tên lừa đảo và nguy hiểm nhất nước Mỹ, đã bắt đầu. Chỉ có một chiến thắng thực sự áp đảo với cách biệt lớn của Phó Tổng thống Kamala Harris thì mới có thể đánh tan được những lời dối trá của tên côn đồ chính trị này. Điều này đòi hỏi cử tri Mỹ cần phải sáng suốt và cân nhắc kỹ với lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử 247 năm lập quốc của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và một bản tin Hoa Kỳ thứ ba kính thưa quý vị. Gerardo Rivera cảnh báo đàn ông Mỹ Latin về ý nghĩa thực sự của việc bỏ phiếu cho Donald Trump là như thế nào. Kính thưa quý vị, cựu nhà báo của Fox News, Gerardo Rivera đã không kìm được sự tức giận và buông ra một câu chữ thề trần trụ nhất mà trên làn sóng tôi không thể lặp lại nguyên văn như vậy. Khi ông nói rằng tôi chuyển sang nói theo tiếng Việt kiểu bình dân một chút thì ông ấy nói rằng mẹ kiếp bọn phân biệt chúng tộc khốn nạn để đáp trả những bình luận xúc phạm chúng tộc tại cuộc meeting của Donald Trump tại Madison Square Garden. Gerardo Rivera không hề né tránh khi chỉ trích những bình luận được đưa ra tại cuộc meeting của Donald Trump và hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tại Madison Square Garden ở thành phố New York vào ngày Chủ nhật. Người dẫn chương trình podcast Tony Hinscliffe đã bắt đầu sự kiện bằng một loạt những trò đùa vô ý thức. Hắn ta đã nói rằng có rất nhiều thứ tệ hại đang diễn ra. Tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng hiện tại có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Tôi nghĩ nó được gọi tên là Puerto Rico. Cựu nhân vật của Fox News, Gerardo Rivera, có người cha đến từ Puerto Rico, đã phản ứng dữ dội trên X, một nền tảng truyền thông xã hội của Elon Musk. Ông đã viết rằng bọn khốn kiếp phân biệt chủng tộc này. Hỡi những người đàn ông Latino, có thiện chí có hiểu biết, hãy tự hào về bản thân và tổ tiên của mình. Một phiếu bầu cho Trump là một phiếu bầu chống lại lòng tự trọng. Nếu bạn là một đảng viên Cộng Hòa, Donald Trump đã biến bạn thành một kẻ nói dối. Ông ta đã dụ dỗ và đe dọa hàng chục triệu người bằng lời dối trá rằng ông ta đã tái đắc cử vào năm 2020 và cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Đó là nói láo. Đầu tháng này thưa quý vị, Gerardo Rivera, một đảng viên Cộng hòa lâu năm, đã tuyên bố ủng hộ ứng cư viên đảng Dân Chủ Kamala Harris thay vì ứng cư viên đảng Cộng hòa Donald Trump là người bạn lâu năm của ông ta trong cuộc bầu cử năm 2024. Gerardo Rivera cho biết rằng Trump đã đâm sau lưng hiến pháp vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bằng cách kích động một cuộc tấn công bạo lực vào trung tâm của nền dân chủ, Điện Capitol Hoa Kỳ. Nơi ông ta đã bị luận tội, ông ấy là một người bất xứng. Và một bản tin thế giới kính thưa quý vị, Tổng thống Georgia sẽ không công nhận kết quả bầu cử quốc hội và kêu gọi biểu tình. Kính thưa quý vị, những người ủng hộ phe đối lập ở Georgia đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình tại thủ đô của nước này vào ngày thứ hai để phản đối kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần. Trong đó đảng cầm quyền của một tỷ phú thân Putin được tuyên bố chiến thắng trong bối cảnh có những bất thường trong cuộc bỏ phiếu và cáo buộc có sự can thiệp của Nga. Tổng thống Georgia Salome Zorabashvili cho biết bà không công nhận kết quả chính thức và rằng đất nước này đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm kéo nước này trở lại quỹ đạo của Moscow và phá hỏng kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu của nước này. Joe một nhà phê bình gay gắt của đảng cầm quyền, đã kêu gọi người dân Georgia tập trung trên phố chính của thủ đô Pilisi vào đêm thứ hai để phản đối điều mà bà gọi là sự gian lận hoàn toàn sự đánh cắp hoàn toàn phiếu bầu của bạn và làm dấy lên viễn cảnh về nhiều bất ổn chính trị hơn ở quốc gia nhỏ bé chỉ có 3,7 triệu dân này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X rằng người dân Georgia đã đón nhận nền dân chủ ngày hôm qua và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của Georgia tôn trọng pháp quyền, bãi bỏ luật pháp làm suy yếu các quyền tự do cơ bản giải quyết những thiếu sót trong quy trình bầu cử và đưa Georgia tiến tới tương lai Euro Đại Tây Dương. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết hôm Chủ nhật rằng đảng cầm quyền Georgia Dream đã nhận được 54,8% số phiếu bầu của ngày thứ Bảy, với hầu hết các lá phiếu đã được kiểm. Đảng này được thành lập bởi Bizina Ivanisvili, một tỷ phú bí ẩn đã kiếm được khối tài sản lớn này ở Nga, đã trở nên ngày càng độc đoán trong năm qua. Thông qua các luật tương tự như những luật mà Điện Kremlin sử dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận trong nước, Liên minh châu Âu đã đình chỉ vô thời hạn tiến trình nộp đơn xin gia nhập vào Liên minh châu Âu của Georgia vì luật ảnh hưởng nước ngoài theo kiểu Nga đã được thông qua vào tháng 6 nhiều người Georgia coi cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy là cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu. Chiến dịch bầu cử tại quốc gia có 3,7 triệu dân giáp biên giới với Nga được đánh dấu bằng cuộc chiến giành phiếu bầu gây gắt và cáo buộc về chiến dịch bôi nhọ. Các nhà quan sát bầu cử châu Âu cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong một môi trường chia rẽ được đánh dấu bằng sự đe dọa và các trường hợp mua phiếu bầu bỏ phiếu hai lần và bạo lực. Và bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay kính thưa quý vị với nhan đề Tim Wars thật tuyệt vời với câu hỏi thằng khốn đó là ai vậy? Kính thưa quý vị, cuộc meeting của Donald Trump tại Madison Square Garden được coi là ngày trở về đầy thảm họa chính trị vào đêm Chủ nhật khi một diễn viên hài ủng hộ Trump có một bài phát biểu thực sự phân biệt chủng tộc. Hắn ta đã vấp phải sự lên án dữ dội, bao gồm cả từ những đảng viên Cộng Hòa nổi tiếng. Cuộc meeting được tổ chức chỉ hơn một tuần trước ngày bầu cử, được dự định là nền tảng để Trump đưa ra lập luận kết thúc của mình. Nhưng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và sự thô tục trong các hành động mở đầu của Donald Trump quá nổi bật và nó đã gây ra phản ứng dữ dội khiến chiến dịch của ông ta phải lùi vào thế phòng thủ và đưa ra lời giải bày và phủ nhận. Sự kiện bắt đầu với diễn viên hài Tony Hinscliffe, người dẫn chương trình podcast Kill Tony, đã mở đầu cuộc biết tin bằng một loạt những lời lẽ miệt thị người Mỹ gốc Latin, người Mỹ gốc Phi và các nhóm khác mà chiến dịch tranh cử của Trump đang tích cực nhắm tới để vận động cho Donald Trump. Hinscliffe nói rằng người Mỹ Latin chỉ thích sinh con đông tại đất nước chúng ta. Và hiện tại có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Tôi nghĩ nó được tên gọi là Puerto Rico. Những phát biểu phân biệt chủng tộc của Hinscliffe đã nhanh chóng bị chỉ trích từ khắp giới chính trị bao gồm cả hai đảng viên Cộng hòa nổi tiếng tại Quốc hội từ Florida và New York. Dân biểu đảng Cộng hòa Maria Envira Salazar đã viết trên X rằng bà cảm thấy ghê tổn trước lời lẽ phân biệt chủng tộc và nó không phản ảnh các giá trị của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Rick Scott lên án trò đùa là không buồn cười chút nào và không đúng sự thật. Và dân biểu Anthony Desposito đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội rằng thứ duy nhất rác rưởi là một bộ phim hài tệ hại của Tony Hinscliffe. Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lên án những phát biểu mang tính xúc phạm của Tony Hinscliffe và chia đôi màn hình với Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã dành cả ngày để nói chuyện với cử tri Puerto Rico ở Pennsylvania. Các siêu sao âm nhạc người Puerto Rico Ricky Martin và Bad Bunny đã đăng lại những video trong đó họ đề cập đến kế hoạch của họ nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh tế cho Puerto Rico trên Instagram cho hàng chục triệu người theo dõi của họ để phản đối Tony Hinscliffe. Daniel Alvarez, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết trong một tuyên bố rằng trò đùa của Hinscliffe không phản ảnh quan điểm của ông Trump hoặc chiến dịch tranh cử của ông ta. Nhưng những bình luận mang tính xúc phạm của Tony Hinscliffe và hàng loạt phát biểu mang tính xúc phạm do những trụ cột trong phong trào chính trị của Trump đưa ra trong suốt chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã nhanh chóng làm lu mờ cảnh tượng của sự kiện thu hút hàng ngàn người trung thành với MAGA đến trung tâm Manhattan và được thiết kế để đóng vai trò là đỉnh cao cho nỗ lực trở lại chính trường kéo dài hai năm của Donald Trump. Trong bài phát biểu của mình, Donald Trump đã nhắc lại một số nhận xét gây gắt nhất của ông ta về vấn đề nhập cư, với lời kêu gọi loại bỏ kẻ thù từ bên trong. Donald Trump, người đã coi thường những người di cư, đã kêu gọi án tử hình đối với bất kỳ người di cư nào giết chết công dân Mỹ hoặc nhân viên thực thi pháp luật và có lúc dừng lại để chiếu một video về người di cư venezuela và hoạt động băng đảng ở new york trong nhiều năm qua donald trump đã muốn tổ chức một cuộc meeting tại madison square garden ở trung tâm manhattan chiến dịch tranh cử của trump coi sự kiện này là sự khởi đầu cho bài phát biểu kết thúc của ông ta và chương trình có sự tham gia của các ngôi sao maga và các tỷ phú từ Elon Musk và cựu ngôi sao Fox News Tucker Carlson cho đến cựu đô vật chuyên nghiệp Hulk Hogan, các cựu đảng viên dân chủ Tulsi Gabbard và Robert Fitzgerald Kennedy Jr. đã tấn công đảng cũ của họ và những đảng viên Cộng hòa đang ủng hộ Kamala Harris. Mặc dù New York không phải là một tiểu bang chiến trường, chiến dịch tranh cử của Trump đã dựa vào bối cảnh Manhattan vì họ biết rằng nơi này sẽ thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông và có thể thúc đẩy những người Cộng Hòa bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của Trump đã biến sự kiện này thành một hoạt động gây quỷ và những nhà tài trợ hàng đầu được phép vào hậu trường hoặc được ngồi ở khu vực Skybox đặc biệt để trải nghiệm vị trí Ultramaga, hạng cao nhất với giá 924.600 đô la là mức tối đa mà một cá nhân có thể quyên góp cho ủy ban gây quỹ chung của Trump theo luật liên bang. Và lời kết cho bài bình luận này kính thưa quý vị, chuyên gia về chủ nghĩa độc tài Roger Benjiat, đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về lời lẽ phân biệt chủng tộc tại cuộc meeting của Donald Trump tại Madison Square Garden ở New York vào chủ nhật, khi nói rằng mục đích của việc này là tạo ra một môi trường đe dọa đủ để biện minh cho hành động độc đoán nếu họ thắng và cũng là chiêu trò cũ của những kẻ đang lên kế hoạch đảo chính lần thứ hai bạo lực kỳ thị phụ nữ và phân biệt chủng tộc hiện là thương hiệu của đảng cộng hòa đây là đỉnh cao của việc trump sử dụng các cuộc biểu tình theo chủ nghĩa phát xít để kích động những người theo ông ta để họ sẵn sàng theo nhà lãnh đạo và thực hiện bạo lực thay mặt ông ta. Nhưng lời chỉ trích hay nhất vừa mang tính thách thức vừa là một câu hỏi của ứng viên phó tổng thống Tim Walz. Ông đã phản ứng với những bình luận phân biệt chủng tộc của Tony Hinscliffe về Puerto Rico bằng một câu hỏi khá hằng học. Thằng khốn nói câu này là ai vậy? Khi có một thằng khốn nào đó gọi Puerto Rico là rác thải nổi, thì các bạn hãy biết rằng đó là cách mà những đảng viên Cộng Hòa đang nói về các bạn. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận về video hay sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.